À, nếu mà không ai mua lại dược thì tháo thiết. Không ai mua thì tháo thiết đó bỏ chứ. Ai mua được cái nào hái cũng không thấm. Xin chào mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở quê của mình, ở huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa. Thì hôm qua mọi người xem cái video về một cái vườn dưa, một cái đám dưa của người nông dân á. Thì hiện tại là trong cái thời buổi mà giãn cách như thế này á, thì người nông dân không bán được những cái đồ nông sản mà mình trồng. Thì hôm nay á, thì cũng là một vấn đề về nông sản, đó là khổ qua, mà trồng khổ qua rừng mọi người. Thì hiện tại là giãn cách xã hội là không có tiêu thụ được cái số khổ qua đó. Vì thế mà hôm nay Nhân đến Nhân thăm cái vườn khổ qua này, xem thử là nếu mà còn nhiều khổ qua thì Nhân sẽ mua hết cả cái vườn khổ qua đó để mà đem đi đến địa phương để mà làm từ thiện, để địa phương đi phát cho những cái hộ mà trong cái khu phong tỏa mọi người. Thì bây giờ Nhân mời tất cả mọi người hãy đồng hành clip này cùng với Nhân nhé. Để coi thử xem đi có nào vô cái vườn khổ qua nằm bên kia. Người nông dân trồng lên thì đã khó rồi, mà tiêu thụ ngày thường cũng rất là khó, huống hồ gì bây giờ trong cái thời điểm mà dịch như thế này nữa. Là tất cả những cái tiểu thương đó, họ không có mua nữa, bởi vì đâu có tiếp xúc được đâu mà mua. Cái khu của Nhân ở quê này hiện tại đã bị phong tỏa rồi, người khác không có vô được. Đây khổ qua rừng nè, có mấy trái nó chín hết rồi nè. Đây nè. Ồ, chín luôn. Cái này mà làm giống được nè. Này mà phơi khô lên xong rồi về làm giống, gieo lên cái hàng rào thì chắc nó mọc đầy luôn. Mới nghe tiếng trong này mà không biết đâu. Ồ, lội nước luôn. Thôi, xách dép lên. Dì ơi, đâu rồi? Trời ơi, ôi trời ơi. Để con xuống dưới đó. Hôm bữa giờ sao không hái mà để nó chín hết hết vậy này? Không ai mua hả? Trời ơi, nó chín hết luôn rồi, còn đâu nữa? Chín quá trời luôn.
ổn chứ ta? Có nghĩa là không có người mua, vì thế là không có hái, mà để mà nó chín hết luôn. Ủa bên đây có trồng ổi nữa này, ổi của ai nhiều quá trời luôn. Ủa gì trồng ổi này luôn hả? Ủa bên này có cái dưa gì nữa này, dưa này dưa gì ta? Dưa này dưa gan hả? Ủa cái này dưa trồng hay nó tự mọc? À, trồng luôn hả? Quá nhiều loại trái cây luôn, đẻ ra. Đâu hả? Trong này hả? Sao bữa nay mà tháo nước vô trong khu này nhiều vậy? Tháo rồi đó, từ nay nó còn nguồn à. À sáng giờ gì hái nhiều không? Hái chắc cỡ 20-30 kg á. 20-30 kg rồi hả? Ui mừng dữ ta, có là mừng rồi nè. Hái lâu, khu quay này hái lâu lắm. Dạ, khu quay này là gọi là khu quay rừng phải không ta? Khu quay rừng. Trời ơi, nhìn trái đã vậy ta. Mình rất là thích ăn khu quay luôn á, khu quay này đắng tàn nhẫn luôn. Đắng mà ăn nó bùi bùi, thơm. Khu quay này mà nhồi thịt thì thôi rồi luôn, đã hả? Hái lâu. Mà sáng giờ được mấy chục ký rồi vậy? Chắc cỡ mấy 20 kg, mấy ký, 70 kg gì cũng đi. Vậy hả? Rồi, thì nhắm bây giờ hái thì tới khi nào là nghỉ? Hái xong thì thôi, xong rồi nghỉ. Dạ, tính ra không khó hái, hả? Nằm trên nè. Nằm ở hòn búa, đây nó dày, nó tốt, nó dày, hòn búa nó tốt, còn lé nó xanh nè. À, cái này dạ. không ai mua là cái mình bỏ thí vậy đây luôn? Bỏ khi nó héo nó khô luôn. Trời đất ơi. Nè. 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 Móc lên từng cái từng cái. Nằm móc từng cái nè. Dạ. Nó nằm ở trên đây luôn nè. Đó, bây giờ hái rất là cực luôn nằm. Nó chín, nó khô hết. Ồ, chín nhiều quá, chín gần hết luôn rồi. À, đâu ai mua đâu. Dạ. Không ai mua. Không có ai mua luôn hả? Ờ, nếu mà có người mua là ổ quê này nó mắc hơn ổ quê kia. Chắc nếu mà không có phải là ngày dịch đó thì ngày bình thường là gì bán bao nhiêu tiền ký? 20. 20.000 hả? Ờ. Có khi hai mấy cũng có. À. 20.000. Cách đâu quê kia nè. Vậy hả? Ừ. Còn cái mùa dịch này gì bán làm sao? Thì ai mua nhiều bán nhiều. Ý là giá cả chứ? 10.000 ký. 10.000 ký hả? Còn ngày bình thường là 20 hả? 20. Thì thôi gì có bán gì hái đây, con sẽ mua giá 20 cho. Không, 10.000 cũng được. 10.000 thôi hả? 10.000 cũng được. Miễn có người mua được à? Dạ. Chứ đâu. Tại ổ quê này nó nằm ở tuốt ở trên đây nè. À đó con thấy nè, nằm thấu ở trên lá trên cùng luôn. Khổ là khổ, có cái hái móc từng trái từng trái. Cứ môi rồi hái từng trái phải không? Ờ, từng trái từng trái. Trời ơi. Cho nó lá là nó héo hết rồi. Ổ quê bự là nó chín hết. Phải môi cho nó kỹ. Cái trái này về rồi phải không gì? À nó về, nó hường hường. À đây. Cho mọi người xem cái trái nó hơi dè dè nè, cái màu nó ngẻ ngẻ vàng rồi. Không hái rồi mai nó chín hết. Nhưng thôi chứ đám hoa này làm lỗ rồi đâu nữa. Anh nói chung cũng có lỗ gì lắm. À. Có nghĩa là cũng gỡ gạt lại vốn phải không? À, rồi thế là cũng mừng rồi, cho lỗ rồi thôi xong luôn. Cái vốn mà để làm một cái vườn khổ quê như thế này nhiều không gì? Chắc cũng được à. Đây nè, mình phải môi. Bỏ ra chắc cỡ 10-mấy triệu. Môi từ này xuống nè. U đẹp chưa? Trái to to nè, để chưa? 10-mấy triệu hả? Ờ. Là bỏ vốn ra làm hả? Bỏ vốn. Là cả phân thuốc rồi luôn. Ờ. Trời hái khổ quá ta nè, cứ môi trên này hái nè. Nè. Cứ kiếm công làm lời hết chứ. À, lấy công làm lời hả? Ờ. Sao cũng quen cái. Ủa rồi Dương đâu? Ủa, ổng á. Hả? Hái được nhiều chứ Dương? Dạ. Hai chậu hái sáng giờ có 2 ký. Gì không? Dương, lấy hái được nhiều lên. Hai lâu lắm cô ơi. Chùa nhà này cứ mồi mồi vậy đây, biểu sao không lâu. Cho nên nằm cái đống ở trên đây nè. Dạ. Hái vậy lấy công mình lại. Bây giờ nó tàn hết chỗ này mình thấy. Đúng lá khô nó ủ tùm lum lên. Hái rồi, nó rớt mắt rồi có khi không có đường đi luôn.
Đấy là bây giờ nếu mà hái nha thì tới khoảng còn mấy hàng nữa Dương? Đây là còn hú con dưới này chưa hái nè. À. Mới hái mấy cặp đây mà. Vậy hả? Dạ. Quá trời luôn nè. Còn cái vườn ổi bên kia thì bữa giờ gì hái bán lần nào chưa? Hái bán hôm 20 tháng Giêng. Nè, trái nó sai này nó nám nó cháy hết. Cháy luôn hả? Cháy nám hết thì không có được. Ồ, đẻ quá, hái mấy trái to to ở trên nhìn đẻ luôn. Bóng lưỡng à. Nè, hái ở quê này ham lắm mày. Nhập công lắm. Dạ. Ủa bình thường nếu mà mình trồng thì bao nhiêu lâu là mình thu hoạch mấy tháng? Khoảng 50 ngày con. Khoảng 50 ngày mới thu. Chùa trời ơi. Trồng. 50 ngày. Ủa quê này cao tháng hơn ở quê kia. Xong bắt đầu thu. Đây nè, quá trời nè. Ở trên nè, quá trời nè. Nằm trên đống đống. Có bữa không có lé ủ. Dạ. Lé xanh ạ. Ủa con nghe nói là dì Dượng là tính là bây giờ tháo nước vô rồi bỏ luôn hả? À, nếu mà không ai mua lại dược dưỡng thì tháo thí. Không ai mua thì tháo thí đó rồi bỏ chứ. Ai mua được cái nào hái cũng không tháo. Ờ. Ờ. Dược đó thí đó. Bốc quá cái trời. Bữa giờ có cái người mua ra cái ký 2 ký, 2 ký, 2 ký, 3 ký. Bỏ ủng quá. Rồi cái đó cục kì rồi bỏ làm gì đây. Dịch đi làm được cái gì đâu bỏ. Dạ. Nãy mình hái cũng được mớ mớ. Đây nè, trái này to đẹp nè. Khổ quê đây ăn nó đắng. Đừng dịch là khổ quê này ăn đắng đẻ lắm nè. Trái đẹp. Ây da, đi ra ngoài đây cho nó thoáng nè. Ui trời ơi, ngoài đây quá trời luôn nè cậu ơi. Đây, 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 đây coi nè. Đây nè, đây nè. Trời ơi, nó nằm đầy ở phía ngoài luôn. Để chưa nè. Đây mà không có dịch thì thôi cho bán mấy cái hàng này chạy lắm nè. Cái loại có que rừng, rừng lai rạc ta, cậu? Lai. Lai hả? Rạc, rạc là nó nhỏ hơn nữa phải không? Đây quá trời nè. Ôi, đây nè. Không dịch ngày thường bán ngon. Dạ. Không dịch ngày thường bán cũng được á. Dạ. Đó nè, quá trời luôn. Nói chung ra người ta cũng ít ăn hơn ở bên kia. À, tại vì nó đắng quá hay sao vậy? Không biết. Nhưng mà ta ít ăn hơn ở bên kia. Con thì con khóa cái khổ que này nè. Mẹ có người mua là trên hái mẹ trên 1 tạ rưỡi là ta bán không có nở. À, nó không có chạy phải không? Không có chạy. Khu quê này ngon thế này mà sao người ta không mua ta? Bán nhà hàng, nhà đồ đủ thứ á. Nó bán khu kia. À. Hàng kia ta đỡ lâu được. Mà nếu mình đỡ lâu quá vài ngày á, thì tự nó dậy nó chín hết. Mà đỡ cách đêm á là nó chín đỏ hết vậy. Nếu mà khu quê rừng mà rạc thì chắc nó cỡ này phải không con? Ừ, nhỏ hơn. Rạc thì nó chắc tầm này nè. Còn nó hơi lai lai thì nó to xíu, to lên đây, cỡ này. Vậy thì bây giờ dì Dượng hái nghe. Hái xong rồi khi nào xong thì mang về ngoài đó rồi con xuống rồi con cân. Cân xong con đem lên xã con để cho mấy anh xã anh đi phát. Thôi dì Dượng đi hái đi nghe, con chạy về ngoài đó một tí. Thì nhân nghe dì bảo là dì đã hái xong khổ que đem về nhà rồi mọi người. Hái mà từ sáng tới giờ mới xong luôn. Mà không biết được bao nhiêu ký nữa. Bây giờ đi thôi, đi xuống nhà dì xem thứ cân được bao nhiêu ký mọi người. Được bao nhiêu ký thì mình lấy hết bao nhiêu luôn chứ giờ sao. Đây là cái con hẻm nhà nhân này. Thì đáng lẽ ra nếu mà con hẻm này đủ 3 mét á thì ở địa phương họ sẽ đổ bê tông giùm nhân rồi. Nhưng mà cái con hẻm này có cái chỗ nó không có đủ 3 mét á, vì thế người ta không có làm. Sau này khi nào có tiền thì nhân sẽ tự đổ mọi người. Đây, có những chỗ rất là rộng nhưng mà có những chỗ nó hẹp á, không có đủ. Mà yêu cầu tối thiểu của địa phương là 3 mét thì người ta mới làm.
Gì? Hát xong rồi hả gì? Hát xong rồi con. Đâu đi qua con coi thử coi. Ủa, các người đang mở kênh của mình xem. Đây khu quê nè. Trời ơi, nhà gì mà mình đứng là muốn đụng cái đầu luôn rồi, một xíu nữa mấy phân ra đụng rồi. Quá trời khu quê luôn. Trời ơi, nhìn đẻ chưa mọi người. Không ngờ là há được nhiều gì luôn á. Nhiều đây mình đoán chắc cũng khoảng cỡ 70 đến 80 kg chứ không phải đơn giản đâu. Nặng đó. Toàn bộ những cái khu quê ở đây thì Nhân sẽ đi làm từ thiện. Ý là một bị 12. Hả? Một bị 12 kg. À, một bịch gì đây là 12 kg hả? Là gì gì con giùm con rồi gì? Tại hồi sáng trời ơi. Không có làm sao? Không có bị, hết bị. À, vậy là một cái bị như thế này là 12 kg. 12 kg. 2 4 6 7 bị. À. Có bỏ đại cho nó gì à? À 9 rồi hả? Thôi kệ, bỏ đại đi. Vậy là 12, là còn cái này là 8 nè, tại là 72, 72 với 8 là 80 kg. Vì ngồi xuống đây vậy? Vậy là cái gì lấy hết bao nhiêu tiền? Thì cứ 10.000 một ký. Vậy hả? Vậy là 10.000 một kg là 80 ký là 800.000 đó hả? Thì thôi con gửi tặng gì luôn nha, khỏi thối nha. 1 triệu. Triệu hả? Thôi cảm ơn con nha. Thì bây giờ đây là hết 800.000 đồng gì nữa. Thôi đưa gì gỡ là 200. Thôi, cất đi. Làm vất vả mà bây giờ thối làm gì nữa. Vậy thì bây giờ Nhân sẽ mang hết cái bao nhiêu khổ quà này đem lên trên xã, và sau đó xã sẽ họ sẽ tự phân chia ra, họ muốn trao cho nhà nào thì trao, bởi vì hiện tại là dịch bệnh đang rất là căng thẳng, mình không thể nào mà mình mang đến từng nhà để mà mình trao được, nó rất là nguy hiểm luôn. Thì bây giờ Nhân sẽ mang lên xã. Ok mọi người, đi thôi. Thôi sẽ không có ai hết gì ta. Thôi bây giờ cứ bỏ xuống rồi đó xong rồi. Thì Nhân đem lên xã là 72 kg nha, còn 8 kg thì mình cho những người bạn ở bên quanh gần cái khu của mình ở bị phong tỏa, mình đem mình cho vài ký, còn 72 kg thì mình đem lên đây. Trời ơi tội nghiệp cho này, rau mà héo quá rồi. Rau để héo quá rồi nè, rau đây chắc là để. Rồi để cung ứng cho mấy cái chỗ bị phong tỏa nè, để nóng, trời nắng quá nó héo rồi. Sợ, sẽ không thấy ai luôn ta. Hả? Để nói đi. Chú ơi. Con gửi tặng 72 kg khổ quê á. Con để ở đây nghe. Cảm ơn nghe. Dạ, có gì chú phân bổ giùm con nghe. Chú đó là chú Sang, chủ tịch xã. Thôi bây giờ nói chung là giúp được người dân nào thì mình giúp mọi người. Hiện tại thì nông sản của người dân rất là khó khăn luôn. Thì hôm nay Nhân đã giải quyết được cái khổ quê cho người dân ở đây rồi. Thì
Nhân cũng xin cảm ơn mọi người đã xem từ đầu tới cuối video của Nhân. Thì nếu mà xem video của Nhân mà cảm thấy thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.